Cảm ơn quý vị đã tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Chào Buổi Sáng. Và như đã hẹn thì chúng tôi đã trở lại với những thông tin thời tiết. Đợt nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung được dự báo là sẽ kéo dài đến hết tuần. Và trong đợt này thì không biết nơi đâu là nóng nhất về Anh Quốc Sáng. Vâng, khác với cái đợt nắng nóng đầu mùa trước, tâm nóng là miền Trung thì đợt này nóng nhất lại ở khu vực miền Bắc ạ. Bởi vì khu vực này vừa chịu tác động của vùng áp thấp phía Tây, lại vừa chịu tác động từ rìa xa của cơn bão Magua khiến cho trời càng quang mây và nắng gắt. Trong khi đó miền Trung, tác động của hai yếu tố này thì đều yếu hơn. Bầu trời xanh ngắt, nắng kéo dài hơn chục tiếng trong ngày, nhiệt độ hôm nay ở miền Bắc dự báo đồng loạt cao từ 37 đến 38 độ và thậm chí có nơi trên 39 độ. Ở Bắc Cạn, Mường La, Sông Mã, Yên Châu, Bắc Mê, Bảo Lạc có thể lên tới 40 đến 43 độ. Còn với miền Trung, các điểm 38 độ chủ yếu phân bố ở vùng núi. Còn dọc ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ phổ biến là từ 35 cho tới 37 độ. Dạ vâng, ở phía Nam thì chúng ta thấy là sáng thì vẫn nắng nóng nhưng mà chiều tối thì xuất hiện mưa dông theo đúng quy luật của mùa mưa. Như vậy thì diễn biến ngày hôm nay cụ thể như thế nào vậy hả anh Sáng? Vâng, diễn biến ngày hôm nay mưa ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thì cũng chưa có gì thay đổi đâu ạ. Tại ở khu vực các khu vực này thì dự báo là thời gian mưa xuất hiện đều đặn vào khoảng từ trưa cho đến tối. Lượng mưa phổ biến là từ 15 cho đến 30mm và có nơi thì mưa to trên 60mm. Trong đó gió giật mạnh là hiện tượng dễ xảy ra nhất trong cơn dông. Cường độ gió giật thường ở cấp 5 đến cấp 7, có thể bẻ gãy cành cây, thổi bay biển hiệu, không chắc chắn. Tiếp đến là nguy cơ về sấm sét và mưa đá. Từ ngày 5 tháng 6, tức đầu tuần sau, thì mưa dông ở các khu vực này sẽ tăng lên và nhiều nơi sẽ có mưa to. Trên biển khu vực Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và giữa cũng như Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, sẽ tiếp tục cảnh báo mưa dông rải rác để phòng khả năng xảy ra cả lốc xoáy và gió giật mạnh ở mức cấp 7 đến cấp 8. Còn huyện đảo Hoàng Sa thì trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km và gió khoảng cấp 4. Dạ vâng, và cảm ơn anh Quốc Sáng với những dự báo chi tiết vừa rồi. Như vậy là chiều tối ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa dông và ngày hôm nay thì thời tiết chủ đạo ba miền thì vẫn tiếp tục nắng nóng. Quý vị phải làm việc lâu ở ngoài trời thì cũng cần có những biện pháp để bảo vệ sức khỏe.